trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình đổi chiến thuật rồi anh em. Mình sẽ đi bắn cá. Và cũng dùng góc 90 độ chứ không có góc nào khác nha anh em. Thì hôm nay không có đi bắn chim mà cuối mùa cò anh em. Thì lúc này cò nó cũng về vườn nhiều. Đi thì nhiều khi bị lỗ tiền xăng chứ không có được nhiêu cò chứ. Thì hôm nay mình đổi chiến thuật, mình sẽ dùng cái bộ quấn cước này và gắn thêm cái mũi chĩa này anh em. Rồi thêm một cái ná thun. Ná này mình chiên về dùng để bắn cá nha anh em. Mà những lúc mà anh em thấy mình lượm cò đó thì thay vì mình gắn chỗ này là cái đồ kẹp đạn thì giờ mình sẽ gắn một cái cọng dây để đỡ vô cái mũi ná này. Anh em, đỡ vô cái mũi ná này để bắn cái mũi tên đi và nó văng nó bay xuống nước để trúng cá nha anh em. Anh em hãy theo dõi cái hành trình của mình nha. Let's go. Thì đây bắn cá gần ở nhà mình luôn anh em. Thì ở gần nhà mình có mấy cái sông ở kế bên nhà mình nè, trước cửa mình đâu nè. Thì giấc trưa này á anh em, chỉ lại là trời nắng hơi nóng á, rồi cá phi nó bị hợp oxy cái bắt đầu nó nổi lên mặt nước. Giờ mình sẽ ra mình bắn cho anh em xem nha. Dính rồi anh em à. Một em nha anh em, xuyên ngang luôn. Giờ mình sẽ bỏ vô cái thùng. Dính rồi anh em ơi. Nãy giờ chạy hả? Chạy anh hả? Ui, có dễ kỳ nha anh em. Kỳ nha anh em. Nãy giờ nó chạy mình mấy lần rồi đó anh em. Nãy mình thấy cái bầy nó dưới này nè, bắt đầu đó mình bắn nó trượt lên giờ bắn trúng được em nữa, vô bọc thôi. Mới đổi địa điểm mới anh em ơi, thấy là khả quan đó anh em. Mình mới thấy là cá nó mới nổi giờ. Dễ biết con mình đây trước cái này. Xước ngang nó hụt rồi anh em, tại vì nó ở sâu dưới mặt nước quá. Lụm kia anh em. Em cá phi nữa anh ơi. Em cà phê đây, vô số tiếp tục nha anh em. Ồ, dính rồi anh em ơi, dính rồi. Cái con bự con nhỏ này, kéo quá. Như cái mỏ luôn nè. Dính như cái mỏ luôn em, xè luôn em. Rồi tiếp tục bỏ vô xô thôi.
vô anh em, chính cửa đó anh em, cho lối lên. Kéo kìa anh em, kéo hết kể luôn. Xin ngang lên anh em. Xin ngang luôn. Rồi lên bờ thôi. Vô số, vô số. Cá này giác chưa là nó nổi nhiều lắm anh em, tại làm như nó bị ngọt oxy á, vừa ăn không. Cái này mà kho á là đúng bài luôn, tôi chiên cũng được đó anh em, bá cháy bùi chét. Cá này dễ ăn lắm anh em, là nó mềm á, mềm xương gụm. Rồi tiếp tục thôi anh em ơi, mình sẽ kiếm một con mồi mới. Cái cửa nè, một đêm cà phê nữa anh em ơi, cái bóc cái mà chạy đâu nữa. Rồi mình mới trở về nè anh em. Thì nãy giờ mình đi cũng lâu rồi đó anh em. Thì cũng được một mớ cá. Thì cái kết quả của mình nè anh em. Đây là kết quả của mình. Được 5 em cá, 3 em bự và 1 em nhỏ nha anh em. Chiều nay cũng đủ để nấu canh chua với lại kho gừng rồi. Đủ cả nhà ăn rồi anh em. Thì cuối clip mình xin chúc anh em thật nhiều sức khỏe nha, và gia đình luôn gặp nhiều may mắn. Và trong thời gian tới thì mình sẽ tiếp tục ra nhiều clip để anh em xem. Thì anh em hãy tiếp tục theo dõi hành trình của mình và đăng ký chia sẻ để mình có thêm nhiều động lực ra nhiều clip cho anh em xem nha. Rồi tạm biệt anh em.